Rồi xuống nón lá luôn, đẹp trai luôn Liễu Quỳ ơi. Cấp 8 sẵn luôn rồi chứ, quá ngon. Rồi tiếp tục giờ đi ép cái dòng sinh lực chơi nè em. Ok chưa? Đúng Liễu Quỳ. Dòng sinh lực nãy là Huyền Tinh 1 là đủ chơi rồi đúng không ta? Đúng rồi. 2 phút duyệt. Okay, 2 phút duyên đạp 2 phút duyên đúng không? Ok, ép dòng sinh lực ha hả? Em giật luôn. Mình mua mấy cái này giao dịch nhanh anh em. Ai có dòng sinh lực cao cao ăn vứt Khải đi nè em. Dòng 1 trước thằng Thorel. Đồ em 44 nào thật ra bao tay một số lý nhưng cảnh anh có cái khối 132 có lấy không? Không có lấy đâu. Không anh ơi. Có. Bao tay có lấy đâu. Có đâu. Mà cho này em cái dòng 2. Chưa anh ơi, Cái thằng phôi em anh sai kìa, xịt lên, Đã có rồi. Anh qua lấy kiếm này anh Diệp anh ơi. 160 này. Rồi em dòng sinh lực trước nha em, lấy phone 160 này. Ép dòng sinh lực trước. Cái gì đó em coi thử. Ép cái này với Huyền Tinh 1, rút 1 đập, rút 2 đập 2 này được hay. Ép cái nón này em mới mua kim này em, mua phôi này. Cái kiến hôm qua anh nói em á, cái kiến có thêm một cái trừ 1 kìa, anh đặt đó kìa. Anh bảo anh à? Anh bảo anh đúng không? Bảo anh đâu đây? Ghê. Ghê hả? Rồi có đâu? Ẩn 1, hiện 1. Cái bao tay chưa ép, bao tay đang đợi ép cái này nè mà. Đợi gì? Đồ. Đang đợi đồ. Đợi Huyền Tinh, chưa có Huyền Tinh mà. Huyền Tinh nè. Mình quay ra bao nhiêu là cái Huyền Tinh 1 xong mình ép lên Huyền Tinh 3 gì thế? Phí quá anh ơi, để phí lắm. Ngàn xưa Tống Kim tranh hùng võ lâu vượt ngàn dân xa bưu chiến trai tung hoành thiên hạ lồn người giao trời đấm bóng người em ép là được 1 viên cấp 2 cấp 3 mà em đi kiếm chuyện tập hành đồ từ Nga biên cái mang năm độc đường môn độc tại tông sư thiếu lông ngang dọc mình đổi 3 viên 1 với 1 viên 2 ơi. Rồi 1 viên 2 lại 3 viên 1 nó 3 viên 1 với 1 viên 2 anh có viên 2 không có viên 1 à má tới nay dòng thủ lý thì làm ai đỡ viên 2 không dòng thủ lý thì làm gì lên được 1 viên đi 3 viên thôi hết rồi em hết rồi em chỉ còn có 1 cái để em ép được sinh lực rồi lực tôi nè cái Huyền Tinh 3 thì nhiều vì đao tiêu ly tuyết tiêu phong quốc độ huyền ma lăng mang tung cung ung thiên ngoại tùng hoài mục lên và tình nhân sĩ sao chạy mọi đời đàn bang hộ quyết em còn có 6 viên em đưa anh 3 viên còn 3 viên đấy mấy mấy ba lọ lẹo ơi em lấy nè sinh lực 160 nè rút một cho nào có hết đâu Huyền Tinh nè đi lấy 1 vô đi đi lấy 1 vô 1 hai cứ 2 bình cũng viên nữa là nó ra được 100 viên mấy. Ừ, lấy 1 vô 1 là 2 bình cũng viên. Ừ. Đây em có cái lực này. Rồi hội 3 viên đi. Lực nội lực này em nhỏ phòng chất xấu. Rồi xấu ra luôn không? Em còn. Tin 1 luôn. Má cái dòng thủ khó với mấy dòng này dòng 1 thì bình thường dòng thủ mới khó kìa nếu hiểu sao phòng thủ sao lên được 2 ít rồi nếu hiểu được này ok rồi dùng dân phòng thủ sao rồi này đủ 2 ít lên nói về em nhiều cái từ anh sụp luôn. Thắng của em hơn anh. Phút lên. Ghê đó anh, 12 phút viên nữa rồi. Phút viên đại. Hai bên phút viên hả? Ừ. Anh tính đi lúc nè. Đây. Đậu từ đọc mày nó luôn. Coi like này. Giờ đéo có tử tôi lụm hai viên lục tôi tạm vô vô sao giờ. Nó nào không lên nó thua luôn. Nếu mà tao đầu tư cái này mà tao thua lấy quyền nữa thì tao đéo muốn đập nữa, tao đéo muốn đập, bỏ tiền tao mua cho nó nhanh. Đậu mày cái gì cũng hơn luôn mà đập đéo lên nó thua luôn. Tháo thiệt cái giá. Đậu mày đéo lần nữa tao thua luôn đậu. Em mà kiểu nhà nghèo nó dở lên lẽ không. Đậu mày. Đấy mà cái kiểu mà nhà giàu cái sợ rớt. Không phải sợ rớt mà ấy là chỉ hơn 20 là đưa, cũng kiểu cũng nhà nghèo mà nghèo hơn nghèo một chút. Hiểu không? Mà đụng nó đéo lên thì muốn nói đi ép này. Mày. Đậu. Lý Quỳ này ép thằng nào vậy? Thằng nào? Thôi tự dưng lắc chết mẹ luôn. Đồ. Em qua phần tường. Em có kinh ghê đéo đâu, giờ mang cũng trong phòng thủ 19, 20, 21 là được, nếu còn nhiều mà đụng nó ra 15, 16 em đập shop luôn. Nhanh. Mày vô. Chiêu luôn á. Đây, nón. Em tin 3. Phòng chống 8. Đây, Phúc Duyên. Thủy Tinh. Ủa mày còn đấy mới mua được 4 cục đấy. Đéo lên nữa nghĩ là mẹ luôn rồi, nhanh đéo thì bếp nữa. Đấy. Cái đà lúc nãy bằng cái giá đầu tiên mình nói bằng ai rõ không? Đó. Ok chưa? Cái đà lúc nãy bằng nói giá mà không suy tin là 1.620. Đéo lên nữa thâu đập sốt rồi nhanh. Cái gì vậy? Cái gì Lý Quỳ? Có tiền vậy? Cái lộn của mày, nhưng mà đủ tiền, đậu mày. Do mình tính giá 65 này nó là 650 kìa, thì bớt 25.000 đấy. Bọn mình toàn mua tương đối không hả? Thì khó thì mình lấy tiền nữa. Không mình lấy tiền mát, mình lấy thì giảm 25.000 đấy. Trời ơi, tính 25.000 điện thoại đấy, 1.650. Không có gì. Được thì mình nấu luôn, mình chuyển khoản rồi nhờ bạn giao dịch qua Khả rồi mình chuyển khoản qua cho nó an tâm mới vậy. Trời ơi, được. Làm mát ngon. Được, đậu mày tính ra mất bao nhiêu đâu Lý Quỳ, em hiện tình 3 thôi à. Chứ lúc nãy bạn hỏi rồi. Được. Thì hiện tình 3 chứ làm sao? Hồi này ép cái dòng nội lực là sao Lý Quỳ? Hút một cục thôi hả? Hút thì Huyền Tinh 1, 2 đấy. 2 rồi, đầy 2 đã rồi, xong. 2 phút riêng, tổng chất 5 xong rồi lúc ép thì ông trong 3 phút riêng vào thôi. Lấy này. Anh Tổng Thánh rồi. Riêng này. Ngày đi em mua 4 cờ vạn hồi tối. Hiền 2 nè. Em đưa cho anh với... Anh còn thiếu em ca vạn nhân trí. Không, em đưa cho anh ca vạn với lại cho ông kia một ca vạn đến bây giờ hết tiền luôn. Đưa cáo anh giảm chỉ có 4 rồi nè. Trời, đậu má thì ai dám cho ông đâu. Anh Diêm thủ luôn em. Lý Quỳ. Thôi, thua. Đậu má, tao lầy luôn. Hút người ra khoảng chất 4, đậu nó chịu. Khổ phải luôn. Đưa cho anh có 150 này. Đâu 150 đâu. 100 bạo quay mà nó ra. Không. Má ớn thiệt. Đồ nói vậy thì ta bỏ thêm mạng dừng thì tin cho nó đẹp luôn. Thôi. Ba thấy Lý Quỳ làm chày thấy đẹp vậy luôn. Lần cho cũ. Cả phẩm chất 4 tuổi thì quên ngay đi. Thì quên thế sao? Giờ hút cái cáp này. Ép được 190 là cho lại em 100 bạc đó. em mua phâu đem ép đâu anh đầu tư vô đồ thêm viên thị tinh mà đéo được 190 nữa nghĩ cho này, em mua cái đó về đem ép cái này này cái gì Đây, đi rút à. Má gì hút lên khoảng 4 triệu luôn. Chung là má đây cái gì cũng dính gơ ta, đâu phải đâu giỡn nha. Kéo chịu đi ngủ luôn đúng không? Tầm này ngồi chờ, ngồi hóng. Đồ má anh em bà hút 2 đập 2 vậy. Khét khét dữ người ta. Hỏi ông ta xem có bị hút 2 tay lam rồi. Đéo thứ nào bán nhỉ? Đồ má đây làm chọc máy này ta. Ép vào tay lam mà phải không? Chưa, bao tay lam em là có đâu mà ép. Không chắc xấu em ơi. Không chắc xấu ok hay. Đồ giờ cái nên thì tên Lý Quỳ. Không. Cái gái giật mình rồi phải cha. Gái giật mình đồ. Tình hai đâu này. Em còn 500 xu với tiền bạn. 500 xu với 200 vạn đi anh. Lý Quỳ kia bó 3 phút 3 phút nhân đại rồi hả? 3 phút nhân đại. Được không anh? Không cam thành. Em ép luôn 194. Rồi, 195 đẹp quá. Thôi, tiếp tục thêm dòng nữa đi ngủ. Đi ngủ thì đi ngủ mẹ, còn thêm dòng. Giờ dòng cuối này tao sẽ hút Huyền Tinh 3, tao đọc Huyền Tinh 3 làm chậm 40. 194 rồi đúng không? 194, 195. Là thế là em được chậm bạn rồi đó. Ừ. Rồi giờ đi kiếm cái phôi rồi. Giờ là hút 2, đập 2, thêm viên thị tinh, ok chưa? Làm chậm 40 hả? Ừ. Hồi nãy làm chơi 3 luôn á. 3 gì? Hút 3 đập 3. Không, hút 1 đập 3. Hút 1 đập 3. Ok anh nghe em, hút 1 đập 3. Bây giờ anh chơi chắc luôn đi, chơi chắc cốt luôn đi, đục má thiệt. Tin anh đấy. Là chơi cốt kiểu gì? Hai anh còn mấy viên 3 đó. Anh có 2 viên 3 cuối cùng à. Cái tiền trời luôn cùng mẹ đó đi. Sao? Chứ không biết đường nào nữa. Anh chắc. Nói chung là anh nghĩ chắc nó đéo xịt 30 đâu. Anh cho cái gọi người ta gọi là cái tham tu ngủ ngon mà em mới chứ anh tu ngủ ngon. Là giờ là hút viên tinh 3 này, đó. Còn anh tìm viên thì tinh nữa cho bèo cho nó chắc. Anh hút anh nhớ bỏ phút viên này. Ừ. Tìm viên thì tinh nữa. Hút 2 phút viên không anh tinh đâu. Sao? Phòng thủ vật lý phẩm chất 5. Ừ. 1 thủy tinh. Ừ. 7 phút viên. Ừ. Là nhiều. Đâu, 1/7 phút viên đâu. Nó quay được gì đâu. Hử? 10. Đụng má 12 ngon chứ. Không được đâu. Để xin được theo luôn á. Chắc có 5 rồi đúng rồi. Thôi em cố gắng không làm đậu má con cái. Em full thì tinh luôn. Ôi anh ơi full cái gì mà ác cứ. Tao full thì tinh luôn. Ai viên thì tinh. Bắn nhanh. Đi ngủ. Nếu có tự thâu chứ còn thì tinh kia có. Vô pha cuối nè em ơi. Em làm chung đi một phải luôn. Đá ẩn á, lông ẩn, em đi lấy ẩn, em lông ẩn. Ngày mai em phải đi mua vài ca hút viên mới được. Ok anh em. Rồi, vô, tiếp tục anh em ơi. Đậu cái nón này mình phải cố gắng chứ, bộ phạm đúc, lấy. Nón làm chậm 40 này chuẩn chưa anh em? Huyền tinh 3 này chuẩn chưa? Ẩn 2 này chuẩn chưa? Rồi em sẽ rút là 2 hút viên lên 3, ok chưa? Còn mấy người hút viên đó? Còn đúng làm phát cuối em ơi. 2 bình những 6 thì tinh. Phẩm chất xấu. Rồi. Luôn em ơi. Canh cái này canh. Tinh 3. Không chắc xấu. Em bảo full thì tin em sợ xịt lắm. Cơn cớ lại. Bảo thật đấy. ảo thật đấy. Đâu mày. Lên giùm em 40 cái dòng này dòng 2 mà nghĩ nó rất là dở, nhưng mà mình càng nghĩ càng dở càng khó. Thôi cứ đập full đi. 40 giùm em gái, 40 giùm em gái, 40 giùm em ơi, em cảm ơn anh em. Rồi xong, đẹp luôn. Rồi. Anh Khải ơi, tiền về. Tiền vôi. Tiền về. Rồi, tiền về đây em ơi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đỡ tốn triệu mấy. Đỡ tốn triệu mấy để đi mua cái nón nè. Đậu xanh đẹp. Đâu thằng em đâu, giờ anh cho em 100 vàng. Gì đây? Em còn tiền vàng thôi nha anh Tân ơi. Vậy là anh cho em 100 vạn. Đâu, bao giờ đây? Bao giờ? Ghề này cho mấy trăm vạn rồi nha. Cho đâu cho cha. Ừ, cho 300 vàng mua cái áo thì không cho. À, 300 vạn để em kêu mượn mà. Nó cho mượn gì? Là thằng ghẹ cái nến không hả? Dạ. Cái nến đâu? Cảm ơn. Cái nến nữa hả? Ờ. Cái nến còn có tìm anh không ạ? Ừ, cái kỹ năng của anh đâu. Cái đấy quách đưa trong bảo anh đó. Đỡ em vô lá ạc không em lá xu em đưa qua vậy. Nhưng mà em mua tiền vạn em hết xu bạn em tiền vạn đó. Bán Khải 20 bình. Em vô ạc không em. Trả nợ nãy 6 bình nữa. Bạn em 10 bình đi anh ta sẽ từ tròn tròn. Lấy 24 bình. Tròn 30 bình tính tiền này. Tăng ra này lấy Khải 30 bình đi, trừ 6 bình nợ lúc nãy tính tiền luôn 1k8 này. Rồi mà ép tiếp cái áo nữa em ơi, đẹp đẹp rồi. Mai Khải thức thì làm thêm cái món nữa, mai làm đại lưng nha anh em. Ok có bao nhiêu rồi tôi mua luôn 50 bình luôn, ngày mai công tôi tìm 50 bình luôn Tân ơi, tính tiền luôn. Giỏi lắm rồi. Tôi giờ phải tôi dính nào, bao nhiêu tôi mua đó. 70 cũng mua. 50 bình này, nhân cho 60 này. 3 kim. Rồi giao dịch. Đúng không nhỉ? 400 vạn hay 40 vạn nhỉ? Ok, là 50 bình rồi em ơi. Em Tân nói rồi. Tân nói rồi. Anh nha. Anh đâu hả? Em qua hạt hỏi ra mua xu rồi. Chưa bắt nữa ra. Em 10 bình Phú Diên. Để cho anh ép. Mà ép cái áo và lại đôi giày nữa. Đẹp quá rồi mày. Mua 5 bình. Chị Tình, ủa cái này Lý Quỳ này nó áo thêm 5 gì à? Cấp 4 là nó được gì Lý Quỳ? CV thành áo tăng. Ok Tân ơi. Đẹp quá em ơi. Rồi em mình phục viên luôn. Em cho mày 2 bình. Ok, ra hồi sáng thì mua được mấy cục 5 binh nè em ơi. Được xuống núng lá luôn nè em ơi. Qua được áo rồi nè. Đó. Tự ép đừng giận cho em xem. Không đúc. Được rồi. Không khám đạm. Bắt đầu khám đạm. Hạ xuống nón lá đẹp trai nha nè. Khải tới nón lá thôi nè mày. Xuống cấp 4 là ok. Ok em ơi. Đó mua được cái cục 5 binh nè. Hạ xuống cấp luôn nè. 5. Xuống nón lá nha nè. Khải thích nón lá nè mày. Đẹp trai. Đó. Ok fan chưa. Rồi, nón đẹp rồi nè. Đó, 25-40. Quá chắc rồi nè. Sức mạnh 90 à? Không biết, không mang được rồi. Ok, mấy thằng tí này. Được một cái nón nha anh em. Hôm qua đang ép cái áo lỡ cỡ nè. Cái gì đó tiếp tục, Khải sẽ làm video tiếp tục được cái áo này cho anh em xem. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho nha anh em ơi.